Con đen đen là con nguồn cọc. Còn con trắng là con gì? Cò. Ủa cò mà nó làm tổ trên cao dữ vậy đó. Con cái ta bông bông đó là con gì? Cầu để cho khách tham quan, nhưng mà bây giờ ngập rồi, nó còn nó còn mấy tay vịn. Ủa sao lần trước đi vô đâu có thấy cái cầu này? Có chứ, lần trước đi vô có, nhưng mà không đi. Lần trước không được vô tới đây. Nhắc đi. Quay chút. Mấy phút mới được. Ba phút mấy rồi đó, dừng được chưa? Ê.